Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ bảy quý vị ơi, 23 tây tháng 12 2023 hả quý vị. Combo đầu tiên là 10 cây sâm hương, 10 cây sâm hương 300 bao của ship toàn quốc nha quý vị. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển khoản trước 100k nha quý vị. Này tôi gọt lại như cái chén cơm nha, gọt rõ lại về quý vị vô chỗ khác ha. Hai cây, cây này cây số 3 nè, này số 4 nè, 5, số 6, số 7, số 8, cây số 9. Rồi cây này cây số 10 ha quý vị ha. Tổng cộng 10 cây nha. Vậy ép vô cái chậu nhỏ nhỏ vậy chơi ha quý vị ha. Ép vô đấy rồi nó mới đẹp. Rồi xuống luôn quý vị ơi.